Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Ra soát các khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân còn tồn đọng trong quý 1 năm 2018. Phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 4, Hội đồng Nghệ thuật Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về công trình. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các thành viên của Hội đồng Nghệ thuật. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng góp nhiều ý kiến như cần điều chỉnh một số chi tiết quy hoạch để phù hợp hài hòa với kiến trúc cảnh quan và không gian xung quanh, điều chỉnh quy mô đường giao thông đối nội đối ngoại và cả công trình phụ trợ trong cùng tượng đài. Đối với phần phù điêu hai bên tường phải thể hiện truyền thống văn hóa, những nét đặc trưng tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Bình, thể hiện một số hình ảnh về Quảng Bình quật khởi, Quảng Bình hai giỏi. Mặt sau thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, danh thắng và di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình và một số hình ảnh về thành tựu của quê hương trong thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu, các thành viên Hội đồng Nghệ thuật Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Quy hoạch Xây dựng, Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Xây dựng Việt Nam nghiên cứu tiếp thu tất cả các ý kiến để chỉnh sửa bổ sung, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành địa phương để ra soát các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng trong quý 1 năm 2018. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong quý 1 năm 2018, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 31 lượt công dân đến kiến nghị phản ánh với 44 nội dung liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai và giải quyết bồi thường, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển. Qua nghiên cứu các nội dung phản ánh, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã trả lời và kết luận trực tiếp 8 nội dung. 36 nội dung còn lại được giao cho các sở ngành, huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu giải quyết và trả lời đơn thư cho công dân. Đến thời điểm này, có 18 trên 36 nội dung giao cho cả đơn vị vẫn đang tiếp tục xem xét giải quyết. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân nhấn mạnh, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân là vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, mỗi quý, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức ra soát những vụ việc còn tồn đọng nhằm chấn chỉnh xử lý kịp thời các sai phạm, giải quyết cả vấn đề mà công dân phản ánh kiến nghị. Đồng chí yêu cầu các sở ban ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác này, đặc biệt là chú trọng kết quả sau giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời nâng cao thái độ tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành địa phương trong công tác giải quyết kiến nghị phản ánh của công dân. Đối với những vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều người, cần tổ chức đối thoại với người dân và giải quyết trên tinh thần thấu tình đạt lý. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao cho Thanh tra tỉnh nghiên cứu để triển khai phần mềm xử lý đơn thư nhằm tạo thuận lợi trong công tác thụ lý và giải quyết các vấn đề mà công dân kiến nghị phản ánh. Sáng nay, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu của tháng hành động là tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, tăng cường vai trò giám sát cả cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của cả cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồng thời giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ngoài các hoạt động thường xuyên đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2018 tập trung vào các hoạt động chính, đó là triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, tiến hành thanh kiểm tra tại các địa phương trong toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng tích cực tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018.
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và sơ kết công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới quý 1 năm 2018. Hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, trong đó huyện Lệ Thủy có 3 xã đó là Xuân Thủy, Sơn Thủy và Cam Thủy. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018, Lệ Thủy có 4 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là Hồng Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy và Hoa Thủy. Trong 3 tháng đầu năm, xã Trì triển khai thực hiện các nội dung của bộ tiêu chí đạt trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn lồng ghép, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 1,2 tỷ đồng. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Năm 2018, huyện Bố Trạch phấn đấu có thêm một xã về đích nông thôn mới, tăng từ 1 đến 2 tiêu chí một xã một năm, đạt bình quân 15,71 tiêu chí. Bên cạnh đó, củng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt, huyện Bố Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Từng bước xác định các vùng sản xuất tập trung và các cây trồng vật nuôi chủ lực trên địa bàn huyện, tập trung huy động mọi nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Vừa qua, Trường Trung cấp Du lịch Công nghệ số 9 phối hợp với Sở Du lịch đã tổ chức khai giảng các lớp nghiệp vụ du lịch khách sạn cho các học viên đến từ các cơ sở dịch vụ du lịch khách sạn trên địa bàn tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề phục vụ buồng lễ tân. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn cụ thể về phong cách phục vụ, thái độ phục vụ, tiếp thu chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch khách sạn, nhà hàng mang tính chuyên nghiệp cho mỗi nhân viên làm du lịch. Đây là những kiến thức cần thiết để các nhân viên phục vụ ở các nhà hàng khách sạn ứng dụng vào thực tế công việc, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh vừa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 533 tại Quảng Bình trao tặng 50 triệu đồng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ nói trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 533 tại Quảng Bình đã trao 20 triệu đồng cho Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Quảng Bình, 20 triệu đồng cho Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch và 10 triệu đồng cho Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình. Đoàn tăng ni Phật tử chùa Cẩm Phong tỉnh Tây Ninh cũng vừa đến thăm và tặng quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bố Trạch. Đoàn đã đến thăm và trao tặng 300 suất quà cho đồng bào ở các xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Đoàn cũng đã tặng 300 suất quà cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Tổng giá trị các suất quà lần này là 150 triệu đồng. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Minh Hóa chủ động tiêm phòng cho gia súc gia cầm. Nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình vừa tổ chức bế mạc cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2017-2018.
Tham gia cuộc thi có 65 thí sinh đến từ 27 trường tiểu học, 19 trường trung học cơ sở và 19 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi, nhìn tranh đoán chữ, xem tình huống trả lời câu hỏi và phần hùng biện. Cuộc thi Olympic Tài năng tiếng Anh là cơ hội để các thí sinh giao lưu học hỏi, thể hiện kỹ năng trong việc học tập bộ môn tiếng Anh. Qua đó góp phần đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. Kết quả, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 13 giải nhì, 20 giải ba và 26 giải khuyến khích. Trong dịp này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình, Trung tâm Ngoại ngữ Assimlink và Trung tâm Ngoại ngữ New Sky cũng đã trao nhiều phần thưởng cho các thí sinh đạt kết quả cao tại cuộc thi. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 20 tháng 4 năm 1948, 20 tháng 4 năm 2018. Hôm nay ngày 13 tháng 4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai mạc giải cầu lông và bóng bàn lần thứ 2. Tham dự giải năm nay có 382 vận động viên đến từ 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu ở cả hai bộ môn cầu lông và bóng bàn. Giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 14 tháng 4. Với sự chuẩn bị chú đáo, sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu hay, sôi nổi. Thông qua giải, nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng sâu rộng trong cán bộ công chức viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, huyện Minh Hóa đã chủ động thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2018. Để công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả cao, Phòng Nông nghiệp huyện và Ủy ban nhân dân các xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hại của các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, lở mồm long móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh dạy chó. Đến thời điểm này, 7 trên 16 xã, thị trấn đã triển khai tiêm phòng. Trạm chăn nuôi và thú y huyện tập trung chỉ đạo cán bộ thú y xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật bảo quản và tiêm vaccine, kiểm tra giám sát các địa phương trong việc tổ chức tiêm phòng, tổng hợp tiến độ tiêm phòng bảo đảm kế hoạch đề ra. Tại huyện Quảng Trạch, tận dụng thế mạnh của địa phương, nhiều hộ gia đình ở các xã Quảng Lưu, Quảng Liên, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Quảng Châu đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại, gia trại để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để giúp người dân phát triển kinh tế, bên cạnh các chính sách ưu đãi về nguồn vốn vay, huyện Quảng Trạch còn khuyến khích tạo điều kiện để người dân mạnh dạn xây dựng, mở rộng trang trại, gia trại chăn nuôi, đa dạng hóa các loài con giống, nhất là giống có năng suất, chất lượng cao. Nhờ đó, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện luôn phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn huyện có hơn 72.000 con, đàn gia cầm có 566.000 con. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát diệt mổ, vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời hoàn thành công tác tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2018 cho đàn gia súc, gia cầm, triển khai kế hoạch xây dựng lò diệt mổ gia súc, gia cầm tập trung, nhân rộng một số mô hình chăn nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Chuẩn bị cho vụ nuôi tôm chính trong năm, hiện nay người nuôi tôm ở phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn đang cải tạo ao hồ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thả tôm giống. Thời gian qua, phường Quảng Thuần đã tập trung hướng dẫn, giám sát đôn đốc các hồ nuôi tôm để nhanh tiến độ cải tạo ao hồ. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, sau khi thu hoạch xong, bà con đã vệ sinh, cải tạo đáy bờ ao để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Trong vụ này, người dân phường Quảng Thuần đã nuôi trên diện tích khoảng 55 hectare, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Với sự chỉ đạo kịp thời của các ngành chức năng và sự tích cực chủ động của người dân, tin tưởng rằng người nuôi tôm Quảng Thuần sẽ có một vụ mùa bội thu. Với mục tiêu xây dựng các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, thời gian qua, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đã hướng dẫn cho bà con nông dân thực hiện mô hình trồng lạc xen cây đậu đen. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng đã chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân trồng lạc xen canh cây đậu đen nhằm hạn chế việc thoát hơi nước và phát triển của cỏ dại. Mô hình này không chỉ tận dụng được quỹ đất mà còn giúp người nông dân tiết kiệm được chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Hiện nay địa phương này đã trồng được trên 68 hectare lạc xen đậu đen. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ 21, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch nhằm giảm nhẹ những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân về tác động của biến đổi khí hậu.
Theo các nghiên cứu, những địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, gây ra bão lốc mưa lũ. Trong các năm từ 2005 đến 2013, số người chết do các hiện tượng thiên tai này ở Quảng Bình là khoảng 161 người. 955 người bị thương, hơn 162.000 ngôi nhà bị sập, bị trôi, trên 275.900 ngôi nhà bị ngập, 1.345 trường học bị ảnh hưởng, 350 trạm y tế bị ngập, hư hỏng, tổng thiệt hại trên 13.900 tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Bình, chúng ta có thể thấy được rằng là chia ra làm thành 3 tiểu vùng sinh thái. Thì việc tiểu vùng sinh thái vùng miền núi là đang đối mặt với các cái dấu hiệu biến đổi khí hậu càng ngày càng rõ nét, đó là lượng mưa thì càng ngày càng lớn hơn, nó dẫn đến cái hiện tượng sạt lở, rồi gây ra các hiện tượng lũ lụt, rồi gây ra các cái hiện tượng là hạn hán và mùa khô. Cái vùng trung du đối mặt với cái vấn đề quan trọng nhất, đó là cái vấn đề về nhiễm mặn, và song song với quá trình nhiễm mặn đó là cái vấn đề hạn hán càng ngày càng nổi trội và gây ra tác động rất là lớn đối với người dân địa phương. Vùng đồng bằng ven biển thì cái số lượng cơn bão, sự tính cực đoan của các cơn bão càng năm càng ngày càng được thể hiện được nhiều rõ hơn. Các cơn bão thì với cái tần suất lớn hơn và cái sức công phá nó lớn hơn, tác động vô hầu hết tất cả các cái cộng đồng cư dân sống ven biển của tỉnh Quảng Bình. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, ngày 14 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 398 là một trong những nội dung đang được tỉnh ưu tiên thực hiện. Chúng tôi đã phối hợp với Viện Tài nguyên Môi trường của Đại học Huế nhằm tổ chức tập huấn. Trước mặt thì đợt này chúng tôi tổ chức tập huấn tại 6 xã, khu vực là ven biển và một số bãi ngang cồn bãi để người dân những cái nơi mà bị tác động gần như trực tiếp của bão và lũ lụt nhận thức được và có cái thái độ ứng xử rất là kịp thời để mà chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước mắt là để làm cho người dân hiểu được thế nào biến đổi khí hậu, tác động của nó như thế nào, ảnh hưởng của nó đến đời sống sản xuất dân cư như thế nào. Trên cơ sở những người được dự tập huấn đấy thì cũng là những người làm cộng tác viên để tuyên truyền cho trong những người ở trong thôn làng xã mình nắm và hiểu rõ thêm để mình có cái phương án sản xuất cũng giống như là cách phòng ngừa khi mà có thiên tai bão lũ. Tại các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về biến đổi khí hậu ở các xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Đông Trạch, huyện Bố Trạch, Quang Phú, thành phố Đồng Hới, thị trấn Quảng Hào, huyện Quảng Ninh và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, cộng đồng dân cư đã được những kiến thức cập nhật về biến đổi khí hậu tác động đến sinh kế người dân vùng đồng bằng ven biển. Chúng tôi nhận thấy rằng là các thầy các cho bà con nhân dân chúng ta cũng là đã được rút được những cái kinh nghiệm về nhận thức về vấn đề biến đổi khu dân cư thì các thôn để tăng thêm hiểu biết của bà con nhân dân để nhận thức trong cái việc là hàng năm cứ có biến đổi khí hậu rồi thì hàng năm là lụt lội đe dọa, đặc biệt là xã Quảng Hải là thông thường là vào ở kỳ tháng 8, tháng 9 là thông thường hay mưa nhiều rồi thì mưa nhiều thì lũ lớn và thông thường là có những cái cơn bão là có như đã ảnh hưởng đến cái đời sống của bà con nhân dân. Việc tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về năng lực, đặc biệt là những kinh nghiệm và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng sẽ góp phần hạn chế những thiệt hại về người và tài sản trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu gây ra. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa Đông Bắc. Hôm nay ngày 13 tháng 4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ trưa và chiều ngày 15 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ trưa và chiều ngày 15 tháng 4 ở Quảng Bình có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
gió chuyển hướng bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3, vùng biển có gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ chiều ngày 15 tháng 4, vùng đồng bằng trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng đồng bằng khoảng 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi 17 đến 19 độ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Bây giờ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc theo dõi. Ngay sau đây là bản tin thể thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao ngày hôm nay sẽ là diễn biến các trận tứ kết lượt về UEFA Europa League. Arsenal giành chiến thắng 4-1 ở trận lượt đi trước CSKA Moscow và họ có lý do để tự tin trong trận tái đấu trên đất Nga. Dù vậy, pháo thủ cũng đã phải trải qua những giây phút lo lắng ở màn chạm trán này. Sau 50 phút, Arsenal đã để cho CSKA Moscow ghi được hai bàn thắng. Tổng tỷ số lúc này là 4-3 và nếu để cho đối thủ có thêm một bàn thắng nữa, Arsenal sẽ bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Rất may là đến lúc này, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được pháo thủ thể hiện. Khi trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc, Danny Welbeck đã lên tiếng với pha lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trước khi Aaron Ramsey dập tắt mọi hy vọng của CSKA Moscow với bàn ấn định kết quả hòa hai đều của trận đấu ở phút 90+2. Như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Arsène Wenger đã giành quyền đi tiếp với thắng lợi 6-3 sau hai lượt trận. Trong khi đó, Atletico Madrid bước vào màn tái đấu Sporting Lisbon với phong cách thường thấy của họ, đó là chơi phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 2-0 đã tạo ra ở trận lượt đi. Dù vậy, chiến thuật của huấn luyện viên Diego Simeone cũng có đôi chút sai lầm khi họ để cho Montero ghi bàn mở tỷ số cho Sporting Lisbon ở phút thứ 28. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà đại diện Bồ Đào Nha làm được, bởi trong khoảng thời gian còn lại, Atletico đã chơi vô cùng tỉnh táo và giữ nguyên kết quả thua tối thiểu. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng thủ đô Madrid đã giành quyền vào bán kết với thắng lợi chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận. Ở hai trận đấu còn lại, bất ngờ đã xảy ra khi những đội bóng giành chiến thắng ở lượt đi đều bị lội ngược dòng và phải dừng bước. Đầu tiên là Lazio, dù đã dẫn 4-2 trước Salzburg ở lượt đi, nhưng trong màn tái đấu, đại diện Italia đã để thua 1-4 và chấp nhận dừng bước sau thất bại với tổng tỷ số 5-6. Tiếp theo là Leipzig, lợi thế dẫn trước 1-0 trước Olympic Marseille ở lượt đi là quá mong manh và họ đã không thể bảo toàn tỷ số này khi để thua tới 2-5 ở trận lượt về. Chung cuộc, đại diện nước Đức nhường vé đi tiếp cho Marseille sau thất bại với tổng tỷ số 3-5. Dù mùa giải năm nay chưa khép lại nhưng ngay từ thời điểm này, cả câu lạc bộ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chuẩn bị cho mùa giải 2018-2019, câu lạc bộ Chelsea mới đây đã xác nhận việc sẽ tham dự giải đấu giao hữu International Champions Cup vào mùa hè năm nay. Đây là giải giao hữu thường niên tại Mỹ và nhiều quốc gia và là cơ hội cho các đội bóng thi đấu cọ sát, rà soát đội hình cũng như quảng bá hình ảnh ở một trong những thị trường tiềm năng nhất thế giới. Như vậy, The Blues sẽ có lần thứ 5 góp mặt ở sân chơi này sau lần đầu đặt chân tới xứ cầu hoa vào năm 2013. Ở giải đấu năm ngoái, Chelsea đã tham dự 2 trận đấu và đều nếm mùi thất bại trước Bayern Munich và Inter Milan. Trước Chelsea đã có 3 câu lạc bộ xác nhận tham dự là Manchester United, Arsenal và Tottenham. Câu lạc bộ Manchester United đang lên kế hoạch để nâng cấp sân vận động Old Trafford từ 76.000 chỗ ngồi lên thành 90.000 chỗ ngồi trong thời gian tới. Theo giám đốc điều hành của Quỷ Đỏ, ban lãnh đạo đội bóng đang tính toán kỹ lưỡng cho kế hoạch trên, bởi nếu tiến hành, sân Old Trafford sẽ phải tạm dừng hoạt động để thi công và điều đó đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ phải lựa chọn một sân bóng khác làm sân nhà để thi đấu. Đội bóng thành Manchester đã tính toán đến kế hoạch có thể mượn sân Wembley làm sân nhà trong thời gian tiến hành sửa chữa và nâng cấp sân Old Trafford, giống như cách Tottenham đang làm. Nếu kế hoạch được triển khai, Manchester United sẽ trở thành đội bóng sở hữu một trong những sân vận động lớn bậc nhất ở châu Âu. Chuyển sang những thông tin thể thao trong nước,
Thưa quý vị và các bạn, trước ngày hôm qua 12 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tiến hành công bố và bốc thăm giải hạng nhì quốc gia 2018, sân chơi lớn nhất hiện tại mà VFF nắm quyền tổ chức sau V-League hạng nhất và cúp quốc gia đã được chuyển giao cho VPF. Giải hạng nhì quốc gia 2018 với sự tham dự của 14 đội bóng đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước, sau khi Quảng Ngãi và Viettel xin rút lui. Theo điều lệ, 14 đội được chia làm hai bảng theo khu vực địa lý. Bảng A gồm các câu lạc bộ Phù Đổng, PVF đang tiến hành thủ tục chuyển giao cho Hưng Yên, Cà Mau đang tiến hành chuyển giao cho Khánh Hòa, Nam Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Thuận. Bảng B gồm các câu lạc bộ Macon Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Long An. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách để tính điểm. Hai đội dẫn đầu hai bảng sẽ vào vòng chung kết, bốc thăm chia cặp thi đấu chọn hai đội thắng sẽ trực tiếp thăng hạng nhất 2019. Thay đổi lớn nhất ở giải năm nay là quy bổ sung cầu thủ giữa giai đoạn. Ngày 15 tháng 7, hai đội thua ở hai trận đấu tại vòng chung kết sẽ gặp nhau để tranh suất thứ ba thăng hạng nhất 2019. Đội có điểm và chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng. Vòng loại diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5 và lượt về diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7 tại sân Tam Kỳ. Mới đây, lễ khai mạc giải Điền Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Cúp Tốc Độ Thống Nhất năm 2018 đã chính thức được diễn ra. Đây chính là giải đấu quan trọng để các vận động viên kiểm tra tập luyện nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo trong năm 2018. Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của hơn 300 vận động viên đến từ 17 đơn vị tỉnh thành ngành trên toàn quốc. Giải được chia thành hai hệ thống thi đấu là hệ đội tuyển và hệ trẻ. Theo nhận định của giới chuyên môn, do thời điểm diễn ra giải trùng với lịch tập trung hoặc đi tập huấn nước ngoài của một số tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho ASEAN 18 nên không có nhiều ngôi sao tham dự. Tuy nhiên, các địa phương, ngành được đánh giá là giàu truyền thống về thành tích điền kinh như Hà Nội, Quân đội, An Giang, Nam Định cũng như chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đều cử đến lực lượng mạnh nhất tham gia tranh tài ở các nội dung dành cho nam và nữ. Đáng chú ý có một số tuyển thủ như Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Thị Việt Anh sẽ thi đấu tại giải lần này. Đây được xem là dịp để các đoàn đánh giá lại công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên từ các tuyến năng khiếu đến đội tuyển để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8 cuối năm nay tại Hà Nội. Cúp Điền Kinh Tốc Độ Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh giải Điền Kinh Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh thường niên là hai trong số những sân chơi được giới chuyên môn Điền Kinh Việt Nam đánh giá cao và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh vận động viên thiếu những cơ hội thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ. Nhìn vào thực tế chuẩn bị của ngành thể thao cho những niềm hy vọng vàng ít ỏi, như giới chuyên môn đánh giá mới chỉ có thể tạm yên tâm ở trường hợp của nhà vô địch thế giới Karate Do Nguyễn Thị Ngoan. Khi mà đấu trường đỉnh cao châu lục chỉ còn đúng 4 tháng, không khỏi sốt ruột và lo lắng cho quá trình chuẩn bị của các tuyển thủ trọng điểm đang rơi vào sự chậm trễ đến mức khó tin. Cách đấy ngày, Hoàng Xuân Vinh cùng một vài xạ thủ hàng đầu mới lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để khắc phục tình trạng thiếu đạn nghiêm trọng trong nước. Tương tự, Bùi Thu Thảo, Quách Thị Lan của đội Điền Kinh cũng vừa mới có mặt tại Trung Quốc để vừa rèn rũa, vừa thay đổi không khí trong chuyến tập huấn duy nhất trước ASEAN. Lê Thanh Tùng thậm chí vẫn đang mài tay tại nhồn để chờ kế hoạch. Ngôi sao môn ủ xù Dương Thúy Vi cũng chẳng khác gì. Riêng hai nhà vô địch châu Á, Bùi Thu Thảo, Lê Thanh Tùng kể từ đầu năm chưa được thi đấu cọ sát một cuộc đấu nào. Từ thực tế buồn của các cầu thủ vẫn được hứa hẹn sẽ được đầu tư chuyên biệt ấy, mới thấy trường hợp của nhà vô địch Karate Do thế giới Nguyễn Thị Ngoan là vô cùng khác biệt. Như giới chuyên môn đánh giá, đây là niềm hy vọng vàng duy nhất đang có được một quy chuẩn, không chỉ phát huy tối đa tài năng hiếm có đang bước vào đội chính của chính Ngoan, mà còn hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Karate Do Việt Nam. Ngay từ tháng 9 năm ngoái, khi cô gái người Hà Nội đoạt tấm huy chương vàng lịch sử tại giải thế giới, các nhà quản lý huấn luyện mùa này đã xác định rõ và xây dựng một kế hoạch đầu tư riêng cho Ngoan. Trong đó, nguồn kinh phí hạn hẹp được ưu tiên tối đa cho Ngoan chiếm tới quá nửa. Với giải pháp đột phá là liên tục dự tranh các giải đấu tầm cao thuộc hệ thống quốc tế. Đến giờ, trung bình mỗi tháng, Ngoan tranh tài ở ít nhất một cuộc, chạm trán với tất cả các đối thủ sừng sỏ, thuộc nhiều trường phái khác nhau ở hạng 61kg. Nhờ thế, Ngoan đã có những bước tiến vượt bậc về cả thể lực, trình độ và bản lĩnh. Tấm huy chương đồng mà cô vừa xuất sắc đoạt được tại giải thế giới nhóm 1 là một minh chứng rõ nét. Điều đáng nể, chính bản thân Ngoan cùng các nhà quản lý huấn luyện vẫn chưa hài lòng, thậm chí còn càng quyết tâm và khắc khe hơn. Theo đánh giá của ban huấn luyện, vận viên Ngoan còn phải tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì bản thân vận viên Ngoan về mặt tâm lý là chưa ổn định. Thì rõ ràng là phải đầu tư cho vận viên Ngoan đi đấy.
tất cả các giải mà nằm trong hệ thống liên đoàn karate thế giới để làm sao vận động viên có bản lĩnh, có kinh nghiệm để tiến xa hơn trong tương lai. Đó, tính toán của tôi tối thiểu 6 đến 7 giải trong hệ thống liên đoàn karate thế giới. Có thể tạm yên tâm với trường hợp của Nguyễn Thị Ngoan, chí ít là cô đang có được sự chuẩn bị và thăng tiến tốt. Dù vậy, lại càng chạnh lòng khi so sánh với những niềm hy vọng ít ỏi của nhiều môn khác. Với câu hỏi, vì sao lại không thể chuẩn như Ngoan trong điều kiện giống nhau?